Những chiếc áo thun, sổ tay, huy hiệu này ngay lập tức gây sự chú ý với người đối diện bởi thông điệp, hình vẽ với những nét vẽ táo bạo, mạnh mẽ và cá tính. Tất cả đều là sản phẩm thiết kế và gia công hoàn toàn tại Việt Nam của nhóm thiết kế mang tên là Nhộng. Dẫn đầu là một chàng trai trẻ mới 25 tuổi, vốn khá nổi tiếng trong cộng đồng designer trong nước, Cao Xuân Việt Khương. Từng làm nhiều công việc bán hàng, dịch sách, làm giám đốc nghệ thuật, giám đốc sáng tạo trong các công ty, tập đoàn quảng cáo đa quốc gia, có con đường thăng tiến nhanh chóng mặt, cùng mức thu nhập khủng. Nhưng Khương luôn ấp ủ dự định một ngày được ra tự kinh doanh riêng. Khi gặp một nhà sản xuất áo thun đồng phục, tin rằng mình có thể in được những chiếc áo đẹp, chất lượng, Khương đã cùng nhóm bạn quyết định thành lập công ty riêng khi mới tròn 24 tuổi. Khi mà Nhộng thiết kế ra những cái thông điệp của mình thì muốn cái thiết kế đó được đặt lên những sản phẩm tốt nhất có thể. Cho nên mới quyết định là sẽ đầu tư làm một cái xưởng của riêng mình để mà kiểm soát từ đầu đến cuối, từ khâu nghĩ ý tưởng cho đến khâu cuối cùng là ra sản phẩm. Khương lập ra Nhộng chỉ trong vòng 1 tháng với số vốn 30 triệu đồng cùng 13 nhân viên. Trong đó phải kể đến đội ngũ thiết kế gồm 4 người. Một ý tưởng được đưa ra và được triển khai độc lập bởi 4 thành viên này. Sau đó mới tập hợp lại để quyết định xem mẫu nào sẽ được in trên chiếc áo thun đem bán. Nói đến Nhộng thì người ta thường nói đến cái sản phẩm áo thun và người ta lầm tưởng là Nhộng đang bán áo thun. Nhưng mà thực sự là không phải như vậy. Cái mà Nhộng đang muốn bán không phải là cái sản phẩm. Và Nhộng làm ra những cái thông điệp mà Nhộng cảm thấy là đang thiếu trong cái thế hệ của chính mình. Ngoài ra, với bề dày kinh nghiệm và khả năng sáng tạo độc đáo, Studio Nhộng còn là nơi sản xuất ý tưởng cho những sự kiện lớn như áo thun cho lễ ra mắt phim Đường Đua, thực hiện vẽ bức tường tranh dài 10 mét trong sự kiện Tiger Translate, áo thun kỷ niệm 20 năm Doraemon đến Việt Nam. Nhìn những tình nguyện viên mặc áo sản phẩm Nhộng tại các sự kiện này, nhiều người không khỏi trầm trồ thán phục trước ý tưởng thiết kế táo bạo của các bạn trẻ dám nghĩ, dám thực hiện ước mơ. Cái duy nhất mà Nhộng không gặp khó khăn đó là việc nghĩ ra những cái ý tưởng. Ý tưởng thì lúc nào cũng rất là nhiều, nhưng mà còn lại tất cả mọi thứ đều gặp khó khăn hết. Đó là về vốn, về kinh nghiệm quản lý, về kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, về marketing v.v. Bản thân những người làm Nhộng ban đầu tiên là những người thuần túy là làm về thiết kế, về sáng tạo. Nhưng mà để mà duy trì được một cái công việc kinh doanh đó, thì nó cần phải có sự kết hợp với lại những cái kiến thức về quản lý, về kinh doanh. Thì đó là những cái kiến thức mà khi mà bắt đầu làm thì không ai có hết, những người làm Nhộng không ai có và đã trải qua rất là nhiều sai lầm, trải qua rất là nhiều biến cố thì mới bắt đầu thu lượm được những kinh nghiệm đó. Chắc chắn là trong tương lai sẽ còn rất nhiều thử thách khác, nhưng mà hy vọng là càng ngày càng thông minh hơn trong cái việc kinh doanh. Ấp ủ trong lòng dự định truyền tải thông điệp về những giá trị của văn hóa Việt Nam lên áo thun theo cách thể hiện của người trẻ, Khương và nhóm bạn đã cho ra đời dự án Hào Kiệt dùng hàng Việt. Dự án bắt đầu với ba nhân vật rất quen thuộc trong truyền thuyết, đó là Thánh Gióng, Mai An Tim và Hai Bà Trưng. Đi kèm với mỗi nhân vật là truyền thuyết được kể hiện đại hơn, sinh động hơn, hài hước hơn. Khi mà khắc họa lại những nhân vật này thì Nhộng muốn có một cái gì đó mới mẻ và có thể khơi gợi cái trí tò mò và sự thích thú của các bạn trẻ. Chẳng hạn như là nhân vật Thánh Gióng, thì trong cái câu chuyện của Nhộng thì có cái chi tiết là Thánh Gióng không chịu uống sữa. Thì mọi người lúc mà bắt đầu câu chuyện thì mọi người không hiểu đó là tại sao lại có cái chi tiết đó vô. Nhưng mà khi mà Thánh Gióng đã đánh bại Giặc Ân và quay về làng thì mới giải thích là hồi nhỏ Thánh Gióng không uống sữa là tại vì Thánh Gióng biết là sữa đó là sữa dỏm, sữa nhập lậu dỏm, rồi có melamin, rồi có chất này chất kia, Thánh Gióng không uống. Cho nên là khuyến khích trẻ em hay uống sữa Việt Nam chẳng hạn như vậy. Dự án sử dụng hình thức quyên góp cộng đồng với số vốn ban đầu là 40 triệu, trong vòng 46 ngày đã thu về 44 triệu và trở thành dự án đầu tiên kêu gọi cộng đồng mạng cùng tham gia góp vốn thành công trên cộng đồng website Crowdfunding Việt Nam. Hiện nay, công ty của Khương chủ yếu bán hàng qua mạng. Sau gần 10 tháng ra đời, công việc sản xuất áo thun đã vào guồng và người dùng có thể đặt hàng trên website qua smartphone. Mỗi tháng, Nhộng bán được khoảng 200 chiếc áo thun với doanh thu trung bình đạt 56 triệu đồng. Sau áo thun, anh có mơ ước thiết kế những chiếc vỏ iPhone, iPad, sổ tay, độc đáo dành cho bạn trẻ đam mê sáng tạo và thích thể hiện cá tính lạ. Thương hiệu áo ở Việt Nam thì em chưa thấy một cái thương hiệu nào mà có vừa thiết kế mà vừa sản xuất mà áo chất lượng tốt mà lại thiết kế đẹp như vậy. Em biết đến sản phẩm của Nhộng là nhờ trên Facebook các bạn bè chia sẻ, cho nên sắp tới em sẽ mua một số để làm quà tặng cho bạn bè. Em biết
studio Nhộng thông qua bạn gái em. Thì bạn có tặng cho em cái áo Bạch Dương vào ngày sinh nhật của mình. Thì em thấy em khá hài lòng về cái áo của mình. Sản phẩm của Nhộng được chào đón bởi tính độc lạ, nghệ thuật. Nhưng có người lại cho rằng tác phẩm mang phong cách Nhộng không đi theo xu hướng dễ mặc, dễ thương như hiện nay. Có những mẫu thì theo phản ánh của bạn bè thì không được thích lắm. Thì studio Nhộng cũng đang cải tiến, hy vọng sẽ cho ra những sản phẩm đẹp hơn. Với sự thành công của dự án, được nhiều khách hàng đón nhận, Khương muốn người dùng trước hết tự coi mình là hào kiệt. Khương mong muốn một sản phẩm gắn liền với một câu chuyện của người mặc. Sản phẩm của Nhộng đến tay người dùng mang đậm chất xám, nhiệt huyết và công sức của người Việt, và cũng mang đậm dấu ấn của Nhộng để tạo ra sự khác biệt với các sản phẩm cùng loại. Hiện nay đã Nhộng đã làm những cái khác ngoài cái việc là in áo thun hay là làm sổ tay, đó là Nhộng có cung cấp những cái dịch vụ về sáng tạo, những cái dịch vụ về truyền thông, về quảng cáo, về thiết kế. Nhưng mà những cái đó không phải là cách mà mọi người vẫn làm từ trước đến nay, mà là làm sao để kể một câu chuyện về cái thương hiệu ấy, nhưng mà nó lại gắn liền với cuộc sống bình thường của người dân, cuộc sống hàng ngày của người dân. Đó là một cái. Thứ hai là một cái nhánh mới gọi là Nồng Nọc, tức là một cái dịch vụ tư vấn thiết kế và sản xuất các sản phẩm về đồng phục. Nhưng mà cái câu khẩu hiệu của Nồng Nọc lại là khác biệt, có tổ chức. Trước giờ đã có rất nhiều cái thương hiệu mà làm về áo thun đồng phục rồi, nhưng mà bản thân Nhộng thì nghĩ là họ đang xem nhẹ cái yếu tố đó. Và cái mà chúng tôi muốn làm đó là để cho mọi người cảm thấy là mình đang không chỉ mặc lên người một cái áo bình thường, mà mình đang thể hiện cái tinh thần của tổ chức của mình. Yếu tố thuần Việt được Nhộng chú ý trên từng sản phẩm của mình, từ chất liệu áo, màu sắc cho đến họa tiết trên áo đều được sản xuất tại Việt Nam và của các họa sĩ thiết kế Việt Nam. Chọn cách làm thủ công thay vì sản xuất hàng loạt, nên mỗi sản phẩm của Nhộng đều được chăm chút tỉ mỉ, từ công đoạn lên bản vẽ thiết kế đầu tiên cho đến khi đóng hộp thành bộ sản phẩm hoàn chỉnh. Là một doanh nghiệp còn rất trẻ, nhưng những mẫu sản phẩm của Nhộng khi ra đời đều được đông đảo bạn trẻ đón nhận và yêu thích. Với cách làm độc đáo, sáng tạo và xác định lối đi riêng cho mình ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, Nhộng còn là một bằng chứng sống động thể hiện tinh thần yêu nước thời hiện đại thông qua các dự án kêu gọi người Việt dùng hàng Việt.